Mấy hôm vừa rồi tôi dạy cho chồng tôi 5 điều Bác Hồ dạy siêng năng cần cù. Thế nên hôm nay cuối tuần lão chăm chỉ lắm, đi cắt cỏ vườn này, cắt tỉa hàng rào này, rồi là làm dây phơi phơi quần áo nữa. Thế đã chuẩn Việt Nam chưa các bác? Xin chào. Đây là lần đầu tiên lão nhà tôi cắt tỉa hàng rào. Những cái này là phải mua hết. Về tới đây ấy, là không biết là tốn bao nhiêu tiền mua sắm những cái dụng cụ như thế này. Thôi thì cũng coi như là lâu lâu được dịp tập thể dục, đỡ phải tốn tiền đi phòng gym. Ngồi bàn máy tính nhiều, người nó nhão hết ra, người nó uể oải hết ra. Đây cũng là cơ hội tốt để luyện cơ. Đấy, tôi phải nói như thế đấy. Phải bảo là luyện cơ, nhìn cho đẹp cho chuẩn men chứ. Người ngoài nhìn như thế này thì tưởng dễ lắm, ngọt lắm, dễ lắm. Nhưng mà thực ra thì khá là mệt nhá. Đây là lần đầu tiên chồng mình làm ấy. Và cái này nó cũng khá nặng nữa mà cứ đưa lên đưa xuống suốt để cắt tỉa. Và cái hàng rào này thì là phía bên nhà ai thì nhà đấy có nhiệm vụ cắt. Rồi ngắm lại một lần nữa coi là chuẩn chưa, bằng phẳng chưa, đẹp chưa. Hàng rào xong rồi thì chuyển qua là cắt cỏ vườn. Lâu lắm rồi là không có cắt cỏ vườn nhá, cỏ tốt luôn ấy. May là có 5 điều Bác Hồ dạy siêng năng cần cù mới chịu ra làm việc này. Ai bảo là đòi mua cái nhà có cái vườn rộng, bây giờ cắt loại thoải mái nhá, cắt phê luôn nhá. Hồi xưa mà mua cái nhà này là bởi vì cái nhà này có cái vườn rộng á, nhìn thấy cái vườn là lão ưng luôn, là mê luôn rồi đấy. Thôi thì thằng nào thích thằng đấy đi mà làm. Cùng nhìn lại một ngày siêng năng cần cù của lão chồng mình nhá. Cắt tỉa hàng rào đẹp chuẩn luôn rồi này, cắt cỏ vườn luôn, bây giờ là đi nối dây, đi mắc dây để phơi quần áo, chuẩn Việt Nam luôn. Cho anh đỡ nhớ cội nguồn.